Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vừa tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình chính trị, kinh tế xã hội của thế giới và khu vực, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến dịch COVID-19, những tác động kép của dịch bệnh đối với nền kinh tế và đời sống của người dân các nước, thông tin về tình hình bầu cử của một số nước trên thế giới, những biến động bất ổn của một số quốc gia, tình hình Biển Đông. Hội nghị là dịp để các cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trao đổi, thảo luận những vấn đề, tình huống cụ thể liên quan đến công tác đối ngoại, đồng thời cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác đối ngoại nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Với mong muốn mang đến cho các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt là học sinh trung học phổ thông những gợi ý để lựa chọn tốt nhất, phù hợp nhất, chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang kiến thức và kỹ năng để tiếp tục học tập và xây dựng sự nghiệp trong tương lai. Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp việc làm 4.0. Chương trình có sự tham dự của các vị khách mời, diễn giả nổi tiếng cùng 600 đoàn viên thanh niên, học sinh của 5 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra sự thay đổi vô cùng lớn trong đời sống, kinh tế xã hội. Đây chính là thách thức của ngành giáo dục trong việc đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu mới của thời đại. Những tiến bộ trong công nghệ ở các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, internet vạn vật, công nghệ in 3D và công nghệ nano sẽ làm thay đổi nền sản xuất của thế giới. Quốc gia nào tận dụng được cơ hội do cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có khả năng thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến hơn, ngược lại sẽ bị tụt hậu. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có thể nói là tương lai rất là lớn cho học sinh của chúng ta hiện nay, bởi vì học sinh tại học sinh phổ thông đang được đào tạo những kiến thức khoa học rất là tốt và có thể nói là ngang tầm các nước phát triển nhất ở trên thế giới. Do vậy cho nên khi mà các em phát huy được những cái kiến thức này thì các em sẽ có thể nắm bắt những cơ hội lớn cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thế thì các trường đại học phải có vai trò là thứ nhất là giúp cho các em một cái nền đào tạo tiên tiến và phù hợp với cả những cái thay đổi của cách mạng này. Với những kiến thức tiếp thu trực tiếp từ buổi chia sẻ của các diễn giả sẽ là hành trang quan trọng giúp các học sinh chủ động nắm bắt được những xu hướng, những biến đổi công nghệ trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội và thách thức đối với các em trong kỷ nguyên số hiện nay. Trước đây thì về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì em nghĩ là một cái gì đó rất là xa vời, nhất là đối với những người học về khối khoa học, chuyên về khoa học xã hội như em ấy, thì những cái này nó liên quan nhiều hơn đến bên tự nhiên thì em cảm thấy như là nó rất là kiểu nó không đúng với chuyên ngành của mình sẽ khó để mà tiếp cận đến và nó sẽ dành cho những bạn bên tự nhiên nhiều hơn. Nhưng bây giờ thì em đã thay đổi, em cũng nghĩ là mình cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn và nhiều cái năng lực để đóng góp vào cái sự phát triển của cách mạng này. Hôm qua buộc hướng nghiệp này thì em đã có thể đưa ra được một kế hoạch nhất định cho tương lai của em và có rất nhiều bài học bổ ích mà các thầy cô cũng như là các chuyên gia đã đưa ra để em có thể áp dụng vào cuộc sống để cho sau này em có thể thành công và phát triển hơn được bản thân nhiều hơn ạ. Với vai trò là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội, trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thuộc tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho lực lượng đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Chương trình phối hợp giữa hai bên thì chúng tôi sẽ tiếp tục, đầu tiên là sẽ phải đào tạo một cái đội ngũ tư vấn để có một là có cái chứng chỉ để thực hiện cái việc này. Thứ hai là số lượng nó nhiều lên để mà thực hiện được với rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Chương trình tư vấn định hướng nghề nghiệp việc làm 4.0 là một trong những hoạt động thiết thực của tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Thông qua các chương trình nhằm giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh có sự thay đổi về tư duy, nhận thức trong việc chọn ngành, chọn nghề phù hợp với khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội. Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 70 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc với những thành tích rất tự hào. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020-2025, bầu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ
quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch phối hợp tổ chức lớp truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước cho trẻ em. Tại buổi truyền thông, các em đã được truyền đạt những kỹ năng phòng chống tai nạn giao thông, bỏng, ngã, điện giật, kỹ năng phòng tránh các tai nạn do các vật sắc nhọn, ngộ độc, hóc nghẹn đường thở, các kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng an toàn khi tham gia các hoạt động trong môi trường nước. Thông qua buổi truyền thông, góp phần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn, không để xảy ra tai nạn thương tích đối với trẻ em. Nắng nóng khiến cho nhu cầu bơi lội của người dân tăng cao, nhất là đối với các em thanh thiếu nhi. Các cơ sở kinh doanh hồ bơi trên địa bàn tỉnh cũng đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân. Bể bơi luôn thu hút các em thiếu nhi vào mỗi dịp hè. Tại hầu hết các bể bơi, nhiều gia đình đã cho con em đến bể bơi vừa giải trí, vừa học những kỹ năng cơ bản phòng chống đuối nước. Để phục vụ nhu cầu người dân, các cơ sở cũng đã chú trọng các dụng cụ cứu hộ, biển báo, hướng dẫn phân luồng bơi, nhân viên cứu hộ, đảm bảo an toàn cho người dân. Vệ sinh thì mình có máy lọc tuần hoàn và mình sử dụng chlorine để mà khử khuẩn để đảm bảo cái nguồn nước sạch cho các cháu. Còn nguồn nước lấy vào thì mình lấy từ nguồn nước máy, nước sử dụng máy sinh hoạt của địa phương. Tại huyện Tam Dương hiện có 8 bể bơi tư nhân đang hoạt động. Hàng ngày các bể bơi này thu hút rất đông các em thiếu nhi tham gia bơi lội. Thời gian hoạt động bơi chủ yếu vào buổi chiều. Cứ vài hôm tôi lại cho cháu lên đây nó bơi. Đi bơi là tôi cứ phải kèm các cháu. Hôm nay là có 4 đứa cháu bơi là phải 3 người lớn đi kèm. Ở trên bờ thì có người giám sát chúng tôi đi, tôi có cháu tôi phải kèm. Không có cho tắm ở ao hồ bây giờ nó ngã, chết đuối. Ao hồ thì nhiều, chúng tôi nhiều ao hồ lắm gần sông. Chúng tôi cho cháu ra đây là vừa để tắm cho nó mát, vừa để cho các cháu nó làm quen dần với nước, nó biết bơi. Còn mà nó không biết bơi là rất là nguy hiểm. Hàng năm, vào đầu dịp hè, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố đều phối kết hợp với chính quyền địa phương, rà soát, ký cam kết các cơ sở kinh doanh bơi lội, nhắc nhở việc thực hiện đúng các quy định về cấp phép hoạt động, kinh doanh, điều kiện an toàn bơi, cũng như việc vệ sinh, xử lý nguồn nước. Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố tổ chức việc học bơi miễn phí cho các em thiếu nhi. Trong cái quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng đã có những cái định hướng cũng như là hướng dẫn cơ sở, đặc biệt là đối với những cơ sở kinh doanh bể bơi thì định hướng cho họ có đầy đủ các cái giấy phép kinh doanh cũng như là các cái hoạt động kinh doanh bể bơi đúng theo quy định của pháp luật và đặc biệt là phải có giấy phép khi mà tiến hành các cái lớp tập bơi. Việc tổ chức tốt các hoạt động bơi lội trong điều kiện đảm bảo an toàn góp phần tạo ra sân chơi bổ ích và ý nghĩa, vui tươi, giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần cho các em trong dịp hè. Huyện Bình Xuyên tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Với khẩu hiệu phát huy tinh thần phòng dịch COVID-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy, Công an huyện đã kêu gọi tất cả cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhân dân tích cực phòng chống ma túy, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và tố giác người sử dụng, tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy. Từng bước ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do ma túy gây ra. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức xã hội và người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh chuyển hóa nhằm giảm đến mức thấp nhất địa bàn tụ điểm phức tạp về ma túy, kiềm chế gia tăng người nghiện mới, hạn chế người nghiện ma túy đã được tổ chức cai nghiện tái nghiện trở lại. Thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Sông Lô đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ thực hiện hiệu quả đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, qua đó nhằm ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân, trong thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Sông Lô đã tổ chức trên 70 ca tuần tra kiểm soát giao thông. Qua đó phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 400 trường hợp, tạm giữ trên 50 phương tiện và 350 bộ giấy tờ xe các loại. Các lỗi vi phạm chủ yếu như người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, không có giấy chứng nhận trách nhiệm dân sự, chở hàng quá trọng tải cho phép. Thông qua đợt kiểm soát lần này, không chỉ thể hiện tinh thần quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông
mà còn góp phần làm thay đổi ý thức khi tham gia giao thông của người dân trên địa bàn huyện.